Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game Lock Root nha mọi người. Thì được rồi, như mình đã nói thì cái video này mình sẽ đổi về tộc người và mình sẽ sử dụng đó là điểm trái quỷ và này kia các thứ, và gọi là chứng minh cho mọi người coi cái tộc người nó gọi là nó bơi nó đỉnh tới mức độ nào ha. Để đỉnh có nghĩa là như thế nào, gọi là nó có thể one shot đối thủ trong vòng một từ 1 tới 2 chiêu thì thôi, chứ không gọi cần là quá nhiều. Nhưng mà cái gọi là cái kỹ năng bơi của cái tộc người thì nó sẽ dựa vào gọi là cái khả năng mọi người sử dụng chiêu và cái khả năng mọi người né chiêu nó như thế nào ha. Tại vì tộc người mình đã nói rất là nhiều rồi, đam nó rất to, nhưng mà nó bù lại nó sẽ không có cái gọi là cái sự hỗ trợ về cái mặt phòng ngự nha mọi người. Thì trước tiên thì mình sẽ đổi về tộc người ha. Đổi về tộc người thì hiện tại thì mình sẽ dùng cái nick phụ của mình, tộc thiên thần hả? Hết hồn, mình tưởng mình đổi phát ra hết ra luôn tộc người, đổi phát ăn luôn chứ. Trời ơi, đúng là đổi hai phát ăn luôn thôi, khá là gọi là đơn giản với mình. Thì được rồi á. Hiện tại thì mình mọi người thấy mình 40 năm đúng không? Mình sẽ test trước với gọi là mình sẽ test với mình là 2 mười rưỡi với 2 mười rưỡi trước ha. Thì mình sẽ đổi về hải tặc, mình sẽ đổi về hải tặc ha mọi người. Xong rồi mình sẽ sử dụng hai combo. Cái combo đầu tiên là combo trái gọi là cái trái báo kết hợp với chỉ dùng trái báo thôi. Chúng ta sẽ dùng trái báo để sử dụng skill và gọi là tích điểm ha, tích lên 150 điểm nha mọi người. Thì được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng đó là mình sẽ tẩy điểm về điểm mình sẽ tẩy điểm về điểm kiếm và lộc, mình sẽ tẩy điểm về điểm full điểm trái quỷ trước, xíu nữa thì mình sẽ đổi về điểm trái quỷ và điểm melee hoặc là điểm kiếm đó. Bây giờ thì đến lúc mà chúng ta phải sử dụng đến điểm tím rồi mọi người ạ. 2 4 50 thì mình sẽ tăng vào điểm trái quỷ nè và điểm cận chiến phòng thủ đó. Hiện tại thì mình mới 2 4 3 thôi, còn 1 2 cấp nữa, nhưng mà mình lười farm lắm mọi người ạ. Trước tiên á thì mình gọi là để làm như này, đương nhiên mọi người phải kích cái tộc người V4 mình rồi. Cái tộc người V4 của mình là tộc người V4 full bánh răng nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trái báo. Thì trước tiên là mình phải bật tộc lên đã, phải bật tộc lên đã nha mọi người. Mình phải bật được tộc lên. Thì mình sẽ lấy trái báo đốm ra. Đó, thì mình chỉ 250 vô ti nha. Thì để sử dụng nó gọi là một cách hiệu quả nhất á, thì mình nghĩ là mọi người nên sử dụng đó là cái khăn choàng category. Không nên sử, nếu như mấy bạn thích tốc độ thì bạn có thể sử dụng cái như cái hồi nãy cùng mình, thì mình sẽ chơi theo kiểu như thế này ha. Rồi mình sẽ kích cái tộc lên trước. Mình muốn làm cho mọi người coi cái nó one shot như thế nào nha mọi người. Mình sẽ cho mọi người coi nó one shot, gọi là nó one shot như thế nào. Đấy, đấm này là đấm cái con nít phụ của mình lên. Nít phụ mình lên xài tộc cá nha. Một xíu nữa mình sẽ bật tộc cá V3 lên luôn. Mình sẽ bật tộc cá V3 lên luôn nha mọi người. Mình sẽ bật tộc cá V3 lên luôn cho mọi người coi. Rồi, nó full thống lộ chưa? Chưa full nữa hả? Nghĩ chắc là một đấm nữa là được. Đó, bây giờ nó đã full thức tỉnh ha. Mình sẽ bật lên. Và mình sẽ reset con nhân vật của mình nha mọi người. Mình sẽ reset. Reset một cái. Mình cho nó tích điểm mọi người ạ. À. Nó tích tầm khoảng đâu đó chừng 100 điểm thì mình mới biết được cái sức mạnh của nó gọi là như thế nào. Đây, tích điểm ha. Mình sẽ bật cái con báo của mình lên. Ồ quên, mình bật con báo mình lên trước. À, mình nghĩ đấm như này không ổn mọi người. Đấm như này thì nó sẽ bị chết con nhân vật của mình đó. Mình đi đấm con quái ha. Đi đấm quái. Mình tích 100 điểm. Mình sẽ tích 100 điểm thôi, không tích nhiều. Đấm nhau thì điểm nó sẽ lên nhanh hơn. Đấm nhau thì điểm nó sẽ lên nhanh hơn. Trời ơi, bây giờ mình sẽ tích tầm khoảng bao nhiêu ta, tầm khoảng 50 điểm, 100 điểm gì đó đi. Đó, mình sẽ tích tầm một khoảng 100 điểm trước. Mát nó là 150, nhưng mà mình sẽ tích tầm khoảng 90 mấy điểm trước thôi. Tích tầm khoảng 90 mấy điểm trước thôi. Đây, bây giờ mình sẽ về mình đấm cái con nhân vật phụ của mình nhé. Đó, cho nó lên thôi. Rồi đây, bật tộc cá lên ha. Cái này thì nhìn nó có vẻ như không ngon lắm. Ui ôi, nó không ngon thì cũng không có đúng đâu mọi người. Đây. Còn thời gian để mình đánh full thử một gọi là một vài chiêu thức cho coi như thế nào. Quên, nó bật cái haki lên. Mình nghĩ chắc là sử dụng với cái trái mochi nó sẽ ngon hơn đấy mọi người ạ. Sử dụng cái trái mochi nó sẽ ngon hơn. Một chiêu nhá. Ui dồi ôi, 6.000 đáo à. Vãi chưởng thật. 5.000 máu à. 6.000 máu, 5.000 máu. Mọi người thấy không? Đây, và bây giờ mình sẽ thử sử dụng combo mochi nha. Không mà
để đánh hết 3 chiêu vô người luôn thử coi nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ chỉ cần 2 chiêu là đã one shot rồi. Tộc cá lên nữa, quên bật tộc cá lên nữa mọi người ơi. Bật tộc cá lên. Ở kìa, nó bị hết tộc rồi. Mọi người thấy không? Có thể một xíu nữa mình sẽ đi ra server thường, mình thị phạm một xíu mọi người, nhưng mà mình sẽ để 2 mờ rưỡi nhé. Mọi người biết thì mình bê gà mà, nên mọi người thông cảm cho mình ha. Được rồi, mình sẽ đổi về cái trái mochi. Mình cho mọi người coi cái sức mạnh của nó thôi, trái mochi và cả trái rồng nữa. Những cái trái nào mà sử dụng skill đam rất là to thì mình sẽ test thử ha. Sao không đổi gì à, phải tắt cái con báo đi. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng mochi. Thì mochi đương nhiên rồi, mình sẽ sử dụng combo của nó. Mà combo của nó thì thường mình sẽ bê và combo gì, mình sẽ chọn cái combo dễ nhất ha, cái combo kiếm, cái dòng cái combo trái quỷ và melee trước. Xíu nữa thì nếu các bạn nào muốn sử dụng combo kiếm và gọi là kiếm và trái quỷ thì tùy mọi người. Bây giờ mình sẽ bật cái tộc lên trước để mình đánh cái con nhân vật mình đi cho nó dễ mọi người ạ. Thì mình đây là mình đang bên hải tặc nên là cũng gọi là không có sợ mình kêu mình lấy bao ti đâu. Mấy bạn bảo ông lấy bao ti thì nó phụ qua. Không, tôi không lấy bao ti thì nó phụ đâu qua đâu mọi người. Tôi lấy bao ti từ mấy đứa 10 10 m không à. Tôi lấy bao ti từ mấy đứa 10 m không à, nên mọi người yên tâm về vấn đề đó đi. À, tôi lấy bao ti từ những cái gọi là cái đứa khác thôi, chứ tôi không lấy bao ti từ nó phụ tôi đâu. Đây đây, bây giờ mình sẽ thử gọi là combo của cái tộc người và kết hợp với trái mochi và điểm melee coi thử nó sẽ one shot như thế nào nhé mọi người. Không điểm hả, đấm vài cái đi cho nó có một tí điểm ha, đấm một hai cái đi. Ui, đấm 2 cái 20 mấy điểm à, đúng là bb nó có khác, đấm 2 cái 20 mấy điểm đó. Rồi mình lấy nó này, mình đấm coi nó có lên không. Ok, không lên à, thôi để 20 mấy điểm đi, để từ để mình qua mình làm vài con quái đi. Nó thật sự thì mình cầm 2 nít nó khó làm lắm mọi người à, cầm 2 nít thì nó hơi khó làm, mọi người thông cảm ha. Đây mình để cho cái nít phụ ở ngoài nó hồi máu, mình lấy cái nít chính mình đi tích điểm nè. Mình tích 90 mấy điểm thôi, 150 điểm thì khó tích lắm mọi người. Ui, đẩm lên nhanh á, 97 điểm nè. Đây tôi sẽ cho mọi người combo mochi nó sẽ gọi là như thế nào ha. Ôi chui gì, nó đã chết rồi mọi người ạ. À, có thể là nó ít máu. Đây đây, lại 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 vẫn còn thời gian, gọi là cơm mình sẽ bật gọi là để như thế này đi. 60 mấy điểm chắc cũng ổn rồi, 60 mấy điểm chắc cũng ổn rồi đó. Ui rồi ôi, cái này là 2 m 5 nha, không cần dùng tới melee luôn mọi người ạ. Chưa cần dùng tới melee luôn, nó đã chết rồi. Được rồi, mình sẽ thử đi ra xe bình thường một cái ha, rồi mình để 2 m 5 thôi. Mình sẽ thử đi ra xe bình thường mà mình sẽ để 2 m 5 đó nhé mọi người. Nếu mà mình để gọi là bô ti cao thì mình nghĩ là nhiều khi mình chết, tại vì mình cũng chưa lâu lắm rồi mình chưa sử dụng lại cái combo này. Mình phải đi ra xe bình thường, mình gặp những người nào đó mình test thử thì nó gọi là sức mạnh của nó như thế nào, coi thử gọi là cái trái báo hay là cái trái mochi thì nó sẽ gọi là cái mạnh ha. Rồi mình sẽ thoát nó phụ mình ra ha. Đây mình sẽ di chuyển ra xe bình thường, mình kiếm một hai người để mình bê thử thôi, mình kiếm một hai người để mình bê thử thôi. Hy vọng là cái trái này nó không làm gọi là cái gọi là cái này mình nó không làm mình thất vọng. Lúc đầu mình nghĩ trái báo nó sẽ xịn hơn mọi người ạ. À, nhưng mà thật sự combo với mochi nó rác lắm, chưa mình gọi là mình chưa đụng tới đây rất là nhiều bạn 3 m các thứ ha. Coi thử có ai đánh nhau không, mình chỉ cần kiếm một người đánh nhau thôi, mình không cần gọi là quá đông đúc đâu. Không thấy ai luôn này, đi qua bên đây thử coi. Để bật được cái tộc này lên thì chắc mình nghĩ hơi khó nếu mà gọi là đánh nhau một một. Trời ơi, server này không có một ai quýnh nhau luôn à, đi toàn đi cha đe thôi à. Đó thì coi sơ thì mọi người cũng hiểu là cái combo nó mạnh tới mức độ nào rồi, coi sơ thôi. Mình nó full máu nha mọi người, nhớ full máu, nhưng mà mình mới ZXC thôi đó là chết rồi, mình chưa sử dụng tới melee, mình chưa đụng vào UV luôn ấy. Nó đã chết rồi, chưa đụng vào melee thì nó đã chết rồi mọi người ạ. À, mình sẽ qua hải tặc nha mọi người. Đó, mình nghe tiếng nè, mình nghe tiếng nè, tiếng săn du biển rồi. Có ai đánh nhau không, cho test phát nào. Qua đây thì sao, ok, anh bị cái gì ấy nhờ,
Giờ nói chung là mình cũng tự tin vào khả năng bơi bơi của mình lắm mọi người. Đây có một thanh niên hải tặc, thanh niên hải tặc. Đây đây là combo chuẩn nha mọi người, combo chuẩn. Ui giời ơi, bạn này bị lát hay gì nhờ, bạn này bị lát mọi người ạ. À, thanh niên này bị lát hay gì á, thanh niên này bị lát rồi. Không có, đánh bạn này đi. Ồ bạn này bị lát, mấy bạn này bị lát cái gì vậy? Ấy nồi ạ. Ủa không ai đánh mình luôn kìa, không ai đánh mình luôn kìa mọi người. Ồ sao bò nó lát mọi người à. Cái gì mình bị, cái gì mình được free bounty vậy? Ủa gì free bounty vậy? Không ai chơi với mình luôn kìa. Ủa alo, lộn đi. Không ai chơi với mình luôn mọi người à. Để mình đánh con quái này cái, để mình bật cái tộc V4 mình lên, xong mình đi kiếm ai mình đánh thử ha. Đây mình nghĩ là bên kia có hải tặc, là server đang lag quá mọi người ạ. Ủa nó đánh không lên, đánh không lên, không lên điểm, đánh không lên điểm luôn kìa. Ủa alo, ủa đánh không lên, không lên, đánh nó không lên cái gì, không lên cái điểm để cho mình bật tộc. À, thì ra uống chơi mọi người à. Đây 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 có kèo hút nè, hút hút. Ui cái gì vậy, sao chạy à, chạy ơi, phải cái chạy ạ. À, đúng rồi, xuống đi bạn, xuống, đáp xuống, đáp xuống đi bạn trẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi nó lag quá mọi người, server này hơi lag, nhưng mà mọi người thấy không, nó kiểu sao ta. Ok kìa, mình bấm lộn rồi, bấm lộn rồi, cái thế nhờ, server nó lag quá. Ôi ôi giờ làm sao để chỉnh lại, hoàng giờ làm sao để chỉnh lại, không chỉnh là được rồi. Có ai đánh nhau nữa không? Ôi ôi mình bị lag, mấy pha mình bị lag không đánh được. Bây giờ cái bị cái gì này, nó bị cái gì này. Ui rồi con, mấy con rồng đánh nhau, mấy con rồng đánh nhau mọi người ơi, mấy con rồng đánh nhau, mấy con rồng đánh nhau, mấy con rồng đánh nhau. Mấy con rồng quýnh nhau, mấy con rồng. Ui bạn này bounty cao nè, bounty cao mọi người ạ. À, ây da, mình lại bị hội đồng nữa rồi, thật là đớn đau thay. Nói chung là mình sử dụng không có quen cái tộc này mọi người, lại bị hội đồng nữa rồi. Chơi game có hội đồng thế này. Đúng rồi, quýnh thì quýnh loạn xạ đi, đừng có hội đồng chứ. Quýnh hay quýnh lộn xạ đi, mình có 2m rưỡi à, hình như là bạn nó 22m hay sao á. Bạn nó 22m hay sao mọi người à. Không mà mấy bạn này sử dụng Muji, sử dụng mấy cái trái quỷ này kiểu như là không có đứng yên một chỗ đâu. À, không thà chơi như vậy nó mới vui mọi người à. Kìa cái chiêu C bây giờ nó không bắt theo kiểu kia nên khó dùng quá. Trời ơi, trời ơi. Tộc cá V4 à. Ui lát kìa. Chơi game cứ thế lát 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 khó chịu hết nhờ. Ây da, quên cái tộc này bật V4 là bật V4 á. Bật V4 là nó đâu có tác dụng gì đâu. Cái chiêu C ngu học thiệt.
cái chơi ngu học thiệt sự luôn á. Cái con rồng kia hồi tao lấy trái rồng tao quýnh mày lại bây giờ đó. Định làm gì đó, định làm gì đó. Định làm gì đó. Chạy à. Combo chết luôn. Một phát chết luôn. Một phát chết luôn. Nhưng mà bị trái rồng, cái trái rồng này nó chơi nó đi gọi là đi đánh kéo hoài. Cái này có mình nghĩ chắc là mình cũng gọi là kết thúc cái game video được rồi mọi người. Tuy là mình không giết được nhưng mà mình nói rồi mình bê gà nhưng mà mình gọi là mình chỉ cho những bạn nào mà bounty cao. Đó, bạn nào bounty cao thì có thể sử dụng cái combo chơi tộc cá tại vì mấy bạn đánh mấy bạn biết né chiêu. Mình thật sự mình đánh rất là gà mọi người, mình không biết né chiêu đâu. Mình cứ bấm linh tinh thôi. Còn gọi là solo 1-1 thì có thể mình chơi được. Thì được rồi. Thì cái video cũng sẽ kết thúc tại đây. Mọi người thấy cái video này như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã chúc mình xem video rồi nhé. Hẹn mọi người video sau. Bye bye.